thôi nhỉ. Đây mình cứ ra chụp ảnh mấy cái á. Đây là dinh Thống Nhất vào đúng ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác. Có phải chụp cả đang đi ở dinh Đồng Lộc. Đấy, bác đứng lên em chụp chưa? Em còn cái khách. Chụp cái này 390 mới là cái chuẩn nè. Đây, anh chụp cái này. Hình như cái 390 mới cái hút đấy. Đúng rồi. Đường vào dinh hôm nay rất nhiều khách Tây. Đây là trước cửa dinh Độc Lập ngày 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ, hàng cái mặt tại thành phố mang tên Bác. Đây là phòng họp. Từ ngày xưa người ta đã có cái đồ tốc độ chậm tiền một kia là được. Đây là phòng người ta mua tới đấy thì không thấy lóc được vào là mấy chỗ rồi. Bây giờ nhìn vẫn chất. Phòng nội các học cơ mật. Chưa xuống đây đâu đấy, lần trước đi đúng không? Các trang thiết bị gọi là tối tân thời đấy đấy. Những cái thiết bị liên lạc.
liên lạc sang tận Mỹ đúng không? Đó là hệ thống thông tin liên lạc. Đây là thông tin liên lạc. Hệ thống thông tin liên lạc của Việt Nam Cộng Hòa. Thông tin liên lạc. Các hệ thống liên lạc. Phía dưới này là toàn liên lạc. Hầm thì bao giờ chả bí. Đây là mê cung dưới hầm. Thì hầm mới chỉ đế thôi, phòng ngủ tổng thống. It's the world. Just in case emergency, the president will pay you along. He order. Anh Trung ơi, đi xuống dưới này anh Trung ơi. Quay ra, rộng ngang thế nhỉ. Lần trước đi chưa được vào đây, lần này mới được vào. Đây cũng chỉ ấy thôi, ủi lắm lối phết. Cái này không được vào. Dép dép. Chiếc xe dép đã đưa Tổng thống Dương Văn Minh sang đài phát thanh Sài Gòn đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chính quyền cách mạng hôm trưa ngày 30 tháng 4. Trước thì lướt khớt ở trên máy móc thế, khu bếp ăn nấu cho tổng thống nhìn đồ điếc nó đã hiện đại từ năm 75 rồi, con đồ inox
đánh trứng. Còn biết qua đúng là vĩnh cửu, không bao giờ biết học. Đó là đồ Mỹ, đây là bếp ga kiêm nòm. Bao nhiêu năm rồi mà nhìn nồi nướng bằng ga thì cũng là hôm nay là sinh nhật, và lúc ngày sinh nhật bác nên mọi người đi làm rất là đông, đây là đủ hết. Kiểu các bản đồ giống như kiểu khu vực Đông Nam Á tác chiến đấy, là nó cục an ninh nội địa tranh thêu trên nền nhung cây tùng chim hạc kia ở đâu kia. Bức tranh như thế à, đây là đại tướng Hàn Quốc tặng tay sai của Mỹ. Alo em đây chị. Phòng nào biết là phòng gì. Đôi ngà voi rất giá trị. Đấy, nhìn trông bàn của tổng thống sao ấy, nhìn trông cặp ngà kia giống như phim. Tiếp khách toàn đồ nhìn bằng nhung lụa các thứ đẹp nhỉ. Thằng nào chẳng thích làm tổng thống, thằng nào chẳng thích làm tay sai. TV đời cổ. Đây người ta phải lót cứng để ghi cho nó không bị. Luôn rồi này, cái này bồn tắm giường tổng thống. Cái này để cho nó bảo vệ cái nền gạch, nền lát đấy.
tủ giày nhiều khủng. Đây là giếng trời của Dinh. Đây là máy bay mà người ta hay gọi là bọn đu càng để trốn khỏi. Đấy. Đấy. Đây là có thể bay đi sang Mỹ được luôn. Bay làm sao sang Mỹ? Đây nó chỉ trung chuyển ra ngoài tàu sân bay thôi. Cái này gọi là đu càng đấy. Cái lúc đu càng thi nhau những ông to là trốn. Máy bay vẫn để đây. Thì nó là chứng tích hiện vật. Phim hay là xem kịch gì đấy, nhìn ghế ngồi trông đến bây giờ chưa chắc đã được đẹp như thế này. Tài tài của Mỹ là khác, đồ gì cũng xịn sò. Nhìn cánh cửa cách âm. Điều hoa lên trên rồi nó vòng xuống nó mát phòng. Đây là mặt trượt à? Đây là bàn chơi mặt trượt giải trí. Đừng ghế bập bênh kìa, máy bay trên nóc Dinh Độc Lập. Vào lúc 8:30 ngày 8/4/2005, Trung úy thi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc máy bay F-5E đã ném hai quả bom trúng đích tại đây. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng lái máy bay cùng lái sân bay. Ghi nhớ vụ hai thầy trò. Ném bom. 8/4/1975. Hai quả máy chiếu siêu to. Kiểu như chạy máy lổ hay sao ấy nhỉ? Nhìn lổ chưa? Quả máy chiếu như lổ. Chạy như cái máy lổ. Chỉ để phục vụ cho tập thẩm và thân. Từ Dinh Dorolom đến Dinh Độc Lập. Hãy ý là trước đây nó tên là kia. Sao Dinh Dorolom? Chúng ta có báo là tên trên.
Đó, nghĩa là cái này đã xây từ năm 1868 rồi, xong nó sửa lại thôi, chứ không phải xây từ những cái kia. Còn là Sài Gòn 1790. Kiểu nó không có người, nó mát kia, đông người. Toàn quyền Đông Dương, toàn ba nước Đông Dương đấy. Tức là vẫn là từ cái thời Pháp thuộc. Và đã có cái này rồi, sau là còn lên môn kế nhân. Năm 1800 bao nhiêu đây anh? 1800. Kìa, ngày xưa cái dinh này đấy. Cái dinh từ ngày những năm 17 bao nhiêu ấy, 18 bao nhiêu ấy. 74 trên cùng 1874. Ngày thứ hai 1862. Cũng hơn. Hãy đang chiếu về lịch sử. Mỏi hết chân là đang ngồi gọi là nghỉ ngơi tí. Do you want to make a scene? Do you want to make a scene?